Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới được vui vẻ, tâm an, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc nha các anh chị. Em đang làm cái video này các anh chị là 7:30 sáng ngày 12 tháng 3 âm lịch ha. Thì vườn mai của em tưới phân hồi sáng ngày hôm qua là sáng cái ngày 11 tháng 3 âm lịch. Nhưng mà trên cái video đó em nói là em tưới ngày 12, tại vì em nhớ nhầm ngày anh chị. Khi em làm video em đăng tải lên xong rồi thì em mới nhớ lại cái ngày hôm qua là cái ngày 11 tháng 3 âm lịch anh chị. Bữa nay mới chính thức là cái ngày 12 tháng 3 âm lịch ha. Vì vậy anh chị cũng thông cảm giùm em. Có khi mình làm viết rồi mình không có nhớ được cái ngày giờ luôn á anh chị, quên luôn á. Vì vậy anh chị thông cảm giùm em. Thì trong cái video này em chia sẻ nhiều vấn đề về chăm sóc mai mà anh chị cũng khá là quan tâm trong mấy ngày qua. Vì vậy anh chị chịu khó xem video giùm em nha anh chị. Và anh chị thương em hãy bấm tặng em like, và anh chị nào chưa đăng ký hãy bấm đăng ký ha. Em chia sẻ lúc nào cũng hết mình, những gì em biết em chia sẻ lên cho anh chị em mình xem tham khảo rồi anh chị áp dụng theo em. Tết anh chị em mình ít nhiều gì cũng có một cây mai để mà mình có bông chơi Tết với người ta ha mấy anh chị. Thì mấy anh chị cứ chăm sóc, cứ trải nghiệm theo cái sở thích, theo cái đam mê của mấy anh chị, cho thỏa thích đam mê của mình á là ngon lành rồi. Thì em chia sẻ thì mang một tính chất tham khảo thôi. Mình chị thấy hay thì mình chị cứ áp dụng thử rồi từ từ hiệu quả, cái từ từ mình mới cứng ngời ra mấy anh chị. Thì vào mấy tháng nắng này nè, thì nước đóng vai trò chính nha mấy anh chị. Mình chị phải lưu ý điểm này giùm em ha. Thì cũng có một số anh chị hỏi em là nguyên nhân vì sao cây mai nó bị cháy cháy lá, cháy bì lá. Trái lá mai và trái bìa lá mai á, là nó có nhiều cái nguyên nhân lắm nha mấy anh chị. Bây giờ em nói một số cái nguyên nhân trên cái video này. Mấy anh chị xem qua video của em rồi mấy anh chị xem lại cây mai của mình đang rơi vào cái nguyên nhân nào để mấy anh chị biết cách khắc phục ha. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là do cái nguồn nước của các anh chị nó không sạch. Nguồn nước của các anh chị nó bị nhiễm mặn nha. Vì vậy mấy anh chị phải kiểm tra lại cái nguồn nước của mình, coi thử cái nguồn nước của mình tưới á, nó có sạch không, nó có bị nhiễm mặn không. Nếu như nó không sạch và nó bị nhiễm mặn á, thì mấy anh chị phải xử lý nguồn nước của mình để mình tưới ha. Thì cách xử lý nguồn nước em đã ra nhiều video hướng dẫn rồi. Thì cái cách tối ưu nhất á, bằng cách mình xử lý nó là mình mua vôi về nhà để mình xử lý ha mấy anh chị. Mấy anh chị đi lại tiệm vật liệu xây dựng á, mấy anh chị mua vài ký vôi. Nếu như mấy anh chị xử lý nhiều thì mấy anh chị mua một bao để dành mình xài. Còn nếu như mấy anh chị xử lý ít, trồng ít thì mấy anh chị mua có thể 1 ký. Còn nếu mà trồng nhiều hơn nữa thì có thể mua vài ký. Về nhà mấy anh chị xem những hướng dẫn rồi mấy anh chị xử lý nguồn nước của mình bằng vôi ha. Đó là cái cách tối ưu nhất để nó hạ phèn trong nước và nó cải tạo và nó ổn định cái nguồn nước của mình lại á. Thì mấy anh chị đi lại tiệm vật liệu xây dựng á, mấy anh chị nói là bán cho tôi vài ký vôi xử lý ao hồ. Thì vôi đó đó là người ta thường hay xử lý ao hồ, xử lý hầm cá đồ mấy anh chị, để cải tạo cái nguồn nước cho nó ổn định lại và người ta thả cá vào người ta nuôi á, thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả thôi. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa là mấy anh chị ít có phun thuốc phòng bệnh trước đó vào những cái tháng nắng gắt đầu năm này. Thì mấy anh chị biết mỗi năm á, từ đây về sau á, thì mỗi năm càng nắng gắt, khí hậu càng thay đổi. Và cái thời tiết nắng gắt như thế này thì nó cũng dễ làm cho cái lá mai của mình chị nó bị cháy bì lá, cháy lá mai. Vì vậy á, mình chị phải chịu khó 7 đến 10 ngày mình chị phải phun thuốc phòng bệnh một lần. Thì thuốc phòng bệnh á, nó có nhiều cái loại thuốc, mình chị phun loại nào cũng được hết. Nhưng mà em ở đây á, là em phun cái thằng Mancozet xanh cũng có, rồi cốc 85 cũng có, rồi Anvin cũng có, Cham Banh cũng có. Thì nói tóm lại thuốc phòng bệnh cho cây mai nó có rất nhiều cái loại thuốc. Mấy anh chị mua loại nào cũng được hết, miễn sao những cái loại thuốc mà mình mua mình sử dụng á là những người nhà vườn trồng mai người ta thường hay sử dụng. Thì em xin nhắc sơ lại một số cái loại thuốc phòng bệnh để mấy anh chị mua ha. Thì tùy theo cái chỗ, tùy theo cái địa phương, nhằm chỗ có bán, nhằm chỗ nó không có bán. Vì vậy em nói một số cái thuốc phòng bệnh trên đây để mấy anh chị tìm mua loại nào cũng được ha. Cái thứ nhất là mấy anh chị mua thằng Cham Banh cũng được nữa nè. Cái thứ hai mấy anh chị mua thằng Cốc 85 cũng được nữa nè. Cái thứ ba mấy anh chị mua thằng Anchacon cũng được nữa nè. Cái thứ tư mấy anh chị mua thằng Anvin cũng được nữa nè.
Cái thứ năm mấy anh chị mua cái thằng ban của dách xanh cũng được đó nè. Cái thứ sáu nữa là mấy anh chị mua cái thằng đi Romandol cũng được đó nè. Nó ngoài ra nó còn có một số cái loại nữa. Thì em nói như vậy thì mấy anh chị cũng đã hiểu rồi. Phải chịu khó 7 đến 10 ngày mấy anh chị phải phun thuốc phòng bệnh lên trên bộ tàn bộ lá của cây mai mình một lần ha. Thì mấy anh chị quan sát nãy giờ em đang quay đó, cái vườn mai của em á, từ cây nhỏ đến cây lớn bộ lá nó đều xanh mướt đẹp hết. Là mình muốn cho cái bộ lá nó xanh mướt đẹp như thế này á mấy anh chị, là cái thứ nhất là cái nguồn nước tưới của mình nha. Bữa nãy em nói đó, cái nguồn nước nó rất là quan trọng ha. Nếu như mà mình xử lý cái nguồn nước nó tốt rồi mà mấy anh chị ít tưới nước cho cây, có nghĩa là để cho cái chất trồng nó khô hạn á, thì nó cũng bị cháy bị lá luôn nha, cháy lá luôn nha. Vì vậy mấy anh chị á, vào những cái tháng nắng này nè, mình chị phải chịu khó canh nước, tưới nước điều độ cho cây. Cây mai không thiếu nước cũng không dư nước, và cái nguồn nước của mình tưới á phải sạch nó mới hoàn toàn ok. Cái vấn đề nữa là mình chị phải phun thuốc phòng bệnh 7 đến 10 ngày hoặc 15 ngày phun lần. Là nếu như mình chị phun định kỳ và cái nguồn nước nó sạch rồi và cây mai mình chị nó đủ nước rồi á, là nó sẽ rất là ok. Cái thứ ba nữa là vào những cái mùa nắng gắt này nè, mấy anh chị phải phun những cái thành phần đa chung vi lượng, ví dụ như là thằng thằng cơm bi Nhật, cơm bi chung vi lượng đó, mấy anh chị phải phun hỗ trợ cho nó, thì nhất định lá mai mấy anh chị nó sẽ tốt. Thì những cái loại này mấy anh chị phun xen kẽ với nhau. Ví dụ bữa nay mình phun thuốc phòng bệnh nè, nó thì vài ngày sau mấy anh chị phun hỗ trợ thêm cho nó một cử thằng cơm bi chung vi lượng, thì nó sẽ giúp lá mai mấy anh chị nó sẽ tốt. Nó rồi cái nguồn nước mấy anh chị tưới nó phải sạch và tưới nước đầy đủ cho cây, không để cho cây mai mình nó khô nước ha. Khô nước là nó cũng bị cháy lá luôn nha, cháy bị lá luôn nha mấy anh chị. Thì cái vấn đề giữ ẩm, tưới nước, canh nước này em đã chia sẻ rất nhiều video rồi, mấy anh chị hiểu rồi ha. Bởi vì tháng nắng này nè mấy anh chị, là cây mai mình nhu cầu nước, nó ăn nước nó rất là mạnh nha. Mấy anh chị mà bỏ khô cái chất trồng trong chậu mình, nó dễ làm cho cây mai mấy anh chị bị nấu bánh tét ha. Lúc đầu nó nhẹ thì nó bị cháy bị lá thôi, nặng nữa thì nó bị nấu bánh tét luôn á mấy anh chị ha. Như vườn mai của em á, là nước nôi đầy đủ luôn em anh chị, nước nôi đầy đủ, nhưng mà em tưới á, là em nhìn theo từng cơ địa của cây, nhìn theo từng cái bộ tàn bộ lá của cây, mà em tưới cái lượng nước nó vừa đủ thì cây mai mình nó sẽ phát triển mạnh theo từng cái giai đoạn. Rồi một cái nguyên nhân nữa cũng khá là quan trọng, đó là cái vấn đề phun thuốc và bón phân. Phun thuốc và bón phân anh chị phải xem đúng trong hướng dẫn ha, xem đúng trong hướng dẫn của người ta để mà mình sử dụng. Mấy anh chị mà bón phân dư liều nó cũng bị cháy lá nữa mấy anh chị, và phun thuốc dư liều nó cũng bị cháy lá luôn. Nó thì đối với cây mai đầu năm vào những cái tháng nắng gắt này, tốt nhất là mình nên phun hoặc là mình bón phân loãng lại một chút thôi ha. Ví dụ bây giờ thuốc nó hướng dẫn mình á, mấy anh chị phun thuốc gì em không biết, nhưng mà nó hướng dẫn mình là 10ml cho 10 lít nước. Bây giờ mình lấy 80ml cho 10 lít nước thôi là mình phun loãng. Cái phân cũng vậy, phân ví dụ như bây giờ mình chị bón là 3g, ví dụ như cây mai tàn lớn này đây, em bón có thể là 4g hoặc 5g cho một lít nước đó. Nhưng mà ngày hôm qua em tưới phân DB á, là em tưới chỉ có là 3g thôi, phòng ngừa mấy anh chị, tại vì nắng rất là gắt, với lại cây mai đầu năm bộ tàn nó chưa có lớn nhiều, cho nên mình bón loãng, thì mình phun thuốc và mình bón phân đúng như vậy rồi, thì nhất định cây mai của mấy anh chị nó sẽ có cái bộ lá xanh đẹp thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái nguồn nước nó phải sạch sẽ nha mấy anh chị. Để em vào trong mát này em chia sẻ tiếp ha. Đứng ngoài đó quá nắng rồi, em cầm cái máy em quay á, không biết mấy anh chị thấy nó có rõ không. Em thấy trên màn hình em thấy nó không có được rõ, nó chói ấy mấy anh chị. Chứ cái màu lá của cây mai em từ cây mai một là nó phát triển rất mạnh và cái màu lá nó đẹp. Em nói như thế này mấy anh chị đừng có nghĩ là em nổ nghe mấy anh chị, là em muốn truyền tải lên cho mấy anh chị biết là cái cách chăm sóc của mình như vậy đó, để mấy anh chị trải nghiệm, mấy anh chị áp dụng theo ha. Bây giờ em cho mấy anh chị coi cây mai này nha. Anh chị nào xem cái cách tưới phân của em sáng ngày hôm qua, mấy anh chị còn nhớ cái cây mai này không? Cây mai này em lúc em tưới á, anh chị nào mà có cái sự để ý cao á, thì mấy anh chị sẽ biết được cái màu lá của cây mai này ngày hôm qua. Là cái màu lá của cây mai này ngày hôm qua là cái màu lá nó non non á mấy anh chị, kiểu như là cái lá non nó mới vừa ra đó, cái màu nó như thế này nè. Thì sau khi em tưới phân vào, thì sáng ngày hôm nay em cầm cái máy này, em quay lại cho mấy anh chị coi cái màu lá nó khác ngày hôm qua nha. Bởi vậy đó, nhất nước là nhì phân,
Có nghĩa là mình phun thuốc và mình bón phân đúng lúc, đúng nơi, kịp thời, cây mai mình nó sẽ phát triển mạnh theo từng cái giai đoạn. Mình chỉ quan sát lại cái màu lá của cây mai này thì nó hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Có nghĩa là cái màu lá nó xanh hơn. Và cái lá mai của mình á, nó dày hơn. Nhìn cây mai mình nó mạnh khỏe hơn. Đó. Còn cái màu ngày hôm qua là cái màu lá non. Lá non là như thế này nè. Đó. Mình chỉ quan sát lại đó. Thấy chưa? Nhìn cây mai mình nó mướt hơn, nó bóng hơn. Vì vậy đó, phân bón á, nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng đối với cây mai. Nhưng mà nước là nó đóng vai trò chính. Thì tất cả những cái khâu này mình áp dụng từng cái khâu một, đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, kịp thời, cây mai mình nó sẽ phát triển rất tốt. Chị coi cái màu lá nè, dày nè, thấy chưa, nó bóng, nó dày nè. Đó. Nhìn cây mai nó lực, nhìn nó mạnh khỏe. Thì muốn biết cây mai nó mạnh khỏe hay không, hãy nhìn qua cái bộ tàn, bộ lá, và mình nhìn qua cái màu sắc của lá mà đánh giá được cái bộ rễ cây mai. Thì bộ rễ và chất chồng nó đóng vai trò quyết định. Bởi vậy cây mai nào mà nó bị cháy lá hoặc là cái lá mai nó nhợt nhạt, anh chị phải kiểm tra lại chất chồng coi chất chồng lâu chưa. Nếu mà chất chồng nó quá lâu rồi, nó bị lèn rồi, nó luôn tiềm ẩn những cái mầm bệnh trong đó, thì nó cũng làm cho cái lá mai của anh chị nó bị cháy lá nè, hoặc là cái màu lá của anh chị nó không có được đẹp như người ta, cây mai anh chị nó sình lên sẹp xuống. Vì vậy chất chồng là nó rất là quan trọng nha. Chất chồng mình nó phải tốt, hoàn toàn sạch bệnh, lá mai mình nó mới dày, nó mới to, nó mới tốt được. Ngoài ra chất chồng nó tốt rồi thì mình tưới nước điều độ cho cây, bón phân điều độ cho cây, thì nó sẽ phát triển mạnh theo từng cái giai đoạn, không có bị sượng cây. Ví dụ bây giờ mình chỉ tưới nước không mà mình chỉ không bón phân thì cây mai của mình cũng nấu bánh tét thôi, đối với cây mai trồng chậu nha. Còn cây mai trồng đất thì mình chỉ biết rồi, trồng đất thì nó rất là đơn giản rồi. Cây mai mình nó ăn trồng xuống đất rồi thì nó ăn hết dinh dưỡng chỗ này, nó bò qua chỗ khác nó ăn. Cây mai trồng đất là nó nhẹ chăm sóc hơn, nhẹ phun thuốc tưới phân hơn, nhẹ tưới nước hơn. Còn mai trồng chậu mà không phun thuốc bón phân thì cũng nấu bánh tét luôn nghe anh chị. Vì vậy mình áp dụng đúng theo từng khâu là nó sẽ phát triển mạnh theo từng cái giai đoạn. Để từ từ á em sẽ cho anh chị coi cái vườn mai em bằng một cách thực tế nhất để anh chị biết. Thì vườn mai em á nó chỉ có mình một em chăm sóc thôi, cho nên nó phải từ từ anh chị. Bữa nay em làm cái cụm này, ngày mai em làm cụm kia, từ từ cái vườn mai em nó mới hoàn hảo ra. Còn người ta đông người thì nó khác. Mà mấy anh chị quan sát cái màu lá của vườn mai em á, mấy anh chị đứng ở đây nhìn ra là thấy chưa, nhìn ra chỗ nắng đó, mấy anh chị thấy màu lá nó rất là xanh tốt luôn nha, cây nào cái nấy luôn á mấy anh chị. Nếu mà mình phun thuốc và mình bón phân đúng lúc đúng nơi kịp thời á, là trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, cây mai mấy anh chị nó sẽ khác liền, nó khác liền. Ví dụ như bữa hổm em giao video em phun cái thằng cơm bi vi lượng đó mấy anh chị, lúc mà em chưa phun thì mấy anh chị thấy nó màu lá nó khác. Sau khi mình phun rồi thì vài tiếng đồng hồ sau em kiểm tra là cái màu lá nó khác rồi, nó bóng hơn. Và qua ngày hôm sau thì cái màu lá mình nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà cũng phải tưới nước điều độ cho cây. Đây là mấy cây mai ghép của em nè, nó già lá non mức giật, thấy chưa. Đó, cây mai ghép của em nè. Mấy cây mai ghép này em ghép cũng được 3 tháng mấy, 4 tháng gì rồi. Còn cái vấn đề mà con tàn, xử lý tàn này chị nữa em giao video em chia sẻ sau. Còn bây giờ em nói trên video này luôn, anh chị sẽ khó tiếp thu lắm anh chị. Rồi tiếp theo nữa là xử lý chất chồng ha. Nếu như mà cái chất chồng của anh chị nó lâu rồi, nó bị lèn rồi, nó luôn tiềm mẵn trong đó, mà cái bộ lá cây mai anh chị bây giờ nó yếu quá, hoặc là nó đang ra lá non, thì trường hợp này anh chị không có thay chất chồng, không có xử lý dễ được. Vì vậy mình muốn xử lý chất chồng để cho cái bộ lá trên này nó phát triển trở lại bằng cách nào anh chị? Bằng cách nào anh chị còn nhớ không? Bằng cách là tưới nấm chico đặc ma hoặc là giải nấm chico đặc ma nha. Vì vậy trường hợp nào mà chất chồng nó luôn tiềm mẵn bệnh, nó bị lèn chất chồng, thì mấy anh chị phải mua nấm chico đặc ma về nhà mấy anh chị tưới hoặc là giải. Thì cách tưới và giải nấm chico đặc ma này á, ví dụ bây giờ cái chậu mai mấy anh chị luôn luôn bị lèn, luôn luôn ẩm ướt, nó không có khô nổi, thì mấy anh chị nên chọn cách giải đi ha. Giải khá khá đi, xem những hướng dẫn cho mình giải. Còn nếu chất chồng của chậu mai mấy anh chị nó khô á, thì mấy anh chị nên chọn cách tưới. Thì nói chung cách giải và tưới cách nào cũng được hết. Thì mình xử lý chất chồng tối ưu nhất bằng nấm chico đặc ma. Còn cái nguồn nước mấy anh chị mà bị nhiễm phèn, nhiễm mặn rồi đó, thì mấy anh chị nên xử lý bằng vôi ha. Nhưng mà mình xử lý loãng lại một chút thôi, để mình tưới lâu ngày vài tháng mà, tưới lâu năm mà.
Ví dụ như bây giờ vôi nó hướng dẫn mình là 10 gram cho 10 lít nước, thì mình làm đúng như vậy thì nguồn nước mình ổn định chứ gì, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình lấy là 5 gram thôi cho 10 lít nước mình tưới, tại vì mình tưới hàng ngày hoài mà, cho nên mình ít có lạm dụng phân, ít có lạm dụng vôi như vậy đó, để mình tưới lâu lâu năm và tháng á mấy anh chị. Được rồi, mấy anh chị kiểm tra lại những cái điều mà em nói trong video này đó thì nó sẽ tối ưu thôi. Nhưng mà mình muốn tối ưu là mình phải nhẫn nại, chăm sóc từ từ nó mới phát triển lại em anh chị. Nhiều khi mình làm đúng rồi, mấy anh chị nôn nóng, mấy anh chị cộng tùm lum thuốc vào mấy anh chị phun, hoặc mấy anh chị cộng tùm lum dưỡng rễ vào mấy anh chị tưới, thì cái mai mấy anh chị nó cũng dễ bị nóng bánh tét luôn nha. Làm đúng từ khâu từ khâu từ khâu, từ từ cây mình nó mới phát triển lại mấy anh chị. Cây mai đâu phải như cái bóng đâu, đâu phải mình muốn liền được liền đâu mấy anh chị. Trừ trường hợp cái mai nó mạnh kìa, cái mai nó mạnh thì mình phun thuốc vào là ok luôn, hoặc là cái bộ rễ nó mạnh rồi mình bón phân vào là ok luôn, bắt liền luôn. Còn nó yếu là nó khác. Rồi em tạm ngưng tại đây hết anh chị, chào anh chị nha.